Cái này là dùng để cho đĩa DVD vào đây. Đây. À. Tấm quay anh. Đây quay đây, đây tấm chờ. Ok. Đó là xong rồi. Nói. Wow. Có nhạc liền. Sẽ thưởng thức món trà matcha. Đây các bạn nhìn thấy này. Đây chính là gói trà matcha, trà sữa hòa tan ngon hơn nhà làm. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Còn đây là mặt sau của cái trà matcha. Đây các bạn nhìn thấy này. Đây là nhãn hiệu của matcha. Và đây là thành phần. Các bạn có thể tự đọc. Còn đây là phần hướng dẫn sử dụng. Các bạn có thể tự đọc và có thể làm theo cái gói này. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu là các bạn có thể tự đọc nhé. Còn đây là ngày sản xuất nhé. Ngày sản xuất là 20 tháng 2 năm 2021. Còn hạn sử dụng thì 20 tháng 2 năm 2022 nhé các bạn nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ thưởng thức cái trà matcha cho các bạn xem nhé. Đây, đây là cốc trà matcha. Cốc mình như vậy các bạn ạ. Uống đá sẽ ngon hơn. Nhưng mà uống đá sẽ ngon hơn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ uống thử. Chúng ta sẽ khuấy đều lên. Trước khi uống chúng ta cũng phải khuấy đều. Mời các bạn uống nhá. Ngon. Ngon. Mùi giống vị trà matcha. Mùi giống vị sữa. Nó gọi là trà xanh matcha. Nói chung là trà matcha của chúng ta nói chung là rất là ngon. Tuyệt vời. We'll be right back.
Máy in nhà anh mới mua ạ. À. Đúng rồi em. Máy in nhà anh mới mua mà. Đây, cho các bạn xem nhé. Đây là máy in Canon IP2700. Máy in này là chuyên để in hình ảnh, in tài liệu. Và đặc biệt là in là có sắc màu nhé các bạn nhé. Đây, cho các bạn xem nhé. Bên trong của cái máy này gồm có mực nhé. Mực này là mực hai loại. Loại đầu tiên là loại color, loại toàn màu sắc, có mã là BC311 và ký hiệu là chữ C. Còn loại mực đen là loại Canon 310, BC310, có chữ B, B bò nhá, chứ không phải B phở đâu. Bắt đầu hát nha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật Trịnh Văn Liêm. Rồi, đại diện là bố mình sẽ thổi trước. Chấp hỏi. Ba Liêm làm trò gì vậy? Thổi bằng mồm. Mùa Covid cho nên là không dùng thổi mồm. Trời ơi. Tôi cũng chưa review cái tủ lạnh nhá. Thôi.